xúc động về đám cưới không hoa, không kèn của hai liệt sĩ sau 50 năm hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Cuối tháng 7, trong căn nhà cấp 4 ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, ông Nguyễn Hữu Tường, 72 tuổi, sửa soạn bàn thờ gia tiên. Vài ngày tới, ông sẽ sắm lễ dâng hương tưởng nhớ chị gái, liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn và anh rể Đặng Văn Cự nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Lật dở những lá thư chị gái gửi về, ông Tường kể chị Diễn sinh năm 1947 trong gia đình 6 chị em. Năm 1968, khi 21 tuổi, chị tham gia thanh niên xung phong, sau đó chuyển sang đội sản xuất C25, công ty đường sắt 769, hoạt động ở Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ở đơn vị, chị Diễn gặp anh Đặng Văn Cự, sinh năm 1946, quê xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cả hai yêu thương nhau. Tuy nhiên hơn một tuần sau, gia đình nhận tin chị Diễn, anh Cự trong lần đi thuyền qua sông Đỏ Vàng ở Quảng Bình đã bị máy bay Mỹ đánh bom và hy sinh. Dẫu biết chị gái nằm nơi đất khách, song điều kiện kinh tế eo hẹp, phương tiện đi lại khó khăn nên người thân chưa thể tổ chức tìm mộ chị ngay. Phải tới năm 1994, gia đình mới có điều kiện để đi tìm mộ chị Diễn. Về phần anh Đặng Văn Cự, tháng 3 vừa qua, người thân tình cờ đọc thông tin một người đăng tải trên mạng nên tìm đến Quảng Bình và tìm được mộ. Sau đúng 50 năm hy sinh, hai gia đình ở Nghệ An và Bắc Giang liên tục kết nối. Họ kể về những lá thư, nghe thêm câu chuyện từ người cùng đơn vị, biết rằng anh Cự và chị Diễn đã yêu thương nhau và dự định kết hôn. Vì thế hai họ thống nhất tổ chức lễ cưới cho người đã khuất, hoàn thành ước nguyện của họ. Ngày 3 tháng 4 năm 2022, gần 10 người thân của anh Đặng Văn Cự sắm sửa cau trầu, rượu, bánh phu thê, lái xe từ Bắc Giang vào nhà gái ở Nghệ An để thưa chuyện. Đại diện nhà trai trình bày nguyện vọng được tổ chức đám cưới cho đôi trai gái hy sinh ở chiến trường. Đáp lễ, ông Tường, đại diện nhà gái, thắp hương vái gia tiên thông báo xin ý kiến của chị gái. Sau khi nhà gái chấp nhận lời đề nghị của nhà trai, quan viên hai họ sửa bài mâm cơm ngay tại nhà ông Tường theo đúng nghi lễ đám cưới. Ngày 5 tháng 4, đại diện người thân hai họ tới nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, nơi phần mộ chị Diễn và anh Cự kề nhau để làm lễ. Trên hai phần mộ được ốp đá màu đỏ tươi, họ bày biện bánh kẹo, hương, cau trầu, khấn xin anh chị nơi xa cùng về chứng kiến lễ kết duyên. Anh chị từng yêu thương nhau nhưng chưa kịp kết hôn, giờ đây người Dương làm việc này là để người đã khuất luôn được ở bên nhau. Ông Tường nhớ lại lời khấn đám cưới cho hai liệt sĩ hôm đó không ồn ào, nhưng những ai đó đều rưng rưng. Đại diện nhà trai đã mời nhà gái ra Bắc Giang chứng kiến lễ nhập gia phả cho cô dâu là liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn.